Chào mừng các bạn đến với Crypto60S. Justin Sun chuyển 4.3 triệu USD token Maker giao lên Binance. Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt ví Binance thuộc sở hữu của Triều Tiên. Ledger chỉ hoãn tính năng khôi phục private key hậu tranh cãi. Nhà sáng lập Synthetix muốn mua lại và đốt hàng triệu token SNX. Justin Sun chuyển 4.3 triệu USD token Maker giao lên Binance. Vào tối ngày 23 tháng 5, nhà sáng lập John Justin Sun đã có động thái di rời 4.3 triệu USD token MKR của nền tảng DeFi Maker Rao sang sàn giao dịch Binance. Cụ thể, dữ liệu từ Arkham Intelligence cho thấy một ví liên kết với Justin Sun đã chuyển 6.802 token MKR đến tài khoản Binance thông qua ví trung gian. Thông thường, nhà đầu tư gửi token lên sàn tập trung với mục đích chốt lời, Justin Sun vẫn chưa có phản hồi chính thức về việc này. Theo đánh giá hiện tại, MKR lại không có thanh khoản dồi dào, có nghĩa là một lệnh bán lớn có thể làm thay đổi đáng kể giá token. CryptoWatch nhận định rằng một lệnh bán 525 MKR với cặp MKR USDT trên Binance có thể khiến giá token này giảm đến 2% ngay lập tức. MKR là token quản trị của MakerDAO, một trong những giao thức tài chính phi tập trung DeFi lớn nhất và là nhà phát hành stablecoin DAI trị giá 4.7 tỷ. Hiện tại, MKR được giao dịch quanh mốc 634 USD. Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt ví Binance thuộc sở hữu của Triều Tiên. Vào tối ngày 23 tháng 5, giới chức Hoa Kỳ đã ra lệnh trừng phạt các ví crypto được cho là có quan hệ với chính phủ Bắc Triều Tiên, như tuyên bố từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc, OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ. OFAC chỉ ra các ví bị liệt vào blacklist có chứa Bitcoin, Ethereum, USDT và USDC thuộc sở hữu của một cá nhân tên là Sangman Kim, một công dân Triều Tiên 58 tuổi. Tất cả địa chỉ này đều là ví sàn Binance, tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Binance chủ động kiểm soát các ví này. Có vẻ như chúng là các ví được người dùng tự tạo trên sàn giao dịch. Tra cứu on-chain cũng không cho thấy bất cứ giao dịch nào được thực hiện trong năm qua. Binance đã trải qua nhiều cuộc điều tra vì được cho là tạo điều kiện cho kẻ xấu lách lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, trưởng phòng tuân thủ tội phạm tài chính Binance, Tigran Gambaryan, đã khẳng định với Coindesk vào tháng 4 rằng sàn đã thanh lọc nghiêm ngặt các tác nhân liên quan đến Triều Tiên khỏi nền tảng của mình. Ledger chỉ hoãn tính năng khôi phục private key hậu tranh cãi. Trong thông báo tối ngày 23 tháng 5, CEO Ledger là ông Pascal Gaultier cho biết công ty sẽ tạm dừng tính năng mới và công bố mã nguồn cho công chúng. Đội ngũ dự án sẽ cung cấp thêm chi tiết trong buổi AMA trên Twitter Spaces sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 5. Giám đốc công nghệ Sackler Guillemette bổ sung, công ty đã quyết định đẩy nhanh lộ trình công bố mã nguồn để người dùng được kiểm chứng mọi thứ họ làm. White paper của Recovery Protocol sẽ được đưa ra trong những ngày tới. Tính năng mới mà Ledger đã giới thiệu vào tuần trước là Ledger Recover, một tùy chọn đăng ký cho người dùng muốn sao lưu Recovery Phrase. Theo cập nhật, tính năng này sẽ mã hóa chuỗi seed phrase thành 3 phân đoạn và gửi cho các bên thứ ba. Tuy ý tưởng phân quyền ví rất đáng khích lệ, nhưng tính năng mới kể trên lại nhận về cơn mưa chỉ trích. Người dùng bày tỏ sự nghi ngờ về việc lộ private key tạo điều kiện cho các cuộc tấn công, dò dỉ dữ liệu và cho rằng Ledger đã có cửa hậu từ trước đến nay. Nhà sáng lập Synthetix muốn mua lại và đốt hàng triệu token SNX. Nhà sáng lập Synthetix là Ken Guawick đã đăng tải một lượt 12 đề xuất quản trị quan trọng để thúc đẩy giao thức chuyển sang giai đoạn phát triển tiếp theo. Các ý tưởng bao gồm sáng kiến về giải pháp mở rộng và những biện pháp khuyến khích phát triển cộng đồng. Một đề xuất quan trọng trong số đó là chia tách và mua lại SNX. Cụ thể, Guawick đề xuất chia SNX thành token nhỏ hơn theo tỷ lệ 3 giờ một phút, rồi mua lại và đốt token bằng số tiền thu được từ lợi tức phí kho bạc. Một đề xuất khác là liên minh những người đóng góp chính nhằm khuyến khích đóng góp cho dự án dưới dạng phần thưởng theo quý bằng token SNX. Nhà sáng lập tin rằng chiến lược này có thể làm gia tăng sự cam kết và đóng góp của cộng đồng đối với dự án. Ngoài ra, Guawick cũng đề xuất phân bổ SNX cho các ưu đãi giao dịch nhằm kích thích volume và thúc đẩy hoạt động giao dịch trên nền tảng Synthetix. Một đề xuất khuyến khích khác là trả thưởng cho những người stake token để duy trì và tăng cường cho hoạt động bảo mật mạng lưới. Mục đích của các đề xuất là để bắt đầu một cuộc thảo luận giữa cộng đồng nhằm tìm ra đường hướng phát triển mới cho Synthetix. Các đề xuất sẽ được đưa ra biểu quyết bởi Hội đồng Kho bạc, TC, cơ quan quản trị gồm 4 thành viên của Synthetix, chịu trách nhiệm phân bổ nguồn lực cho việc mở rộng và phát triển giao thức.